場所はおやめください。銀座線、入谷線、有楽町線はお乗り換えです。Bây giờ là mình sẽ đi lên trên mặt đất thì mình đang lên trên mặt đất thì mình đang tìm xem đi theo như thế nào đây. Đây mình đang ở đây là cửa C1 hoặc là đi thang máy đi lên trên là C5. Mình là quả này C1 thì cũng lên được, là C1 rồi. Sẽ đi theo lối này, sẽ đi vào C1. Thì khi Plaza này sổ để mình sẽ đi lối thẳng lối này, nên hy vọng sẽ ra của C1 ngay gần đây. C1 đây, ở đây có nhà vệ sinh đây luôn. C2 đây, C1 đây, C1 có thang máy 60m. Đây cũng là một cửa ra. Chú này cũng đi thang máy à? Một thang bộ, một thang máy luôn. Thang máy thì ra đối kia, một thang bộ ở dưới này. Lại khá đẹp rồi. À, tòa nhà gì ấy? Trong này có Starbucks này, có cà phê, đây đây, có lao sân nó kiểu 7. Mình sẽ đi đôi này lên cho nó nhanh. Woolwich. Chưa ra cửa này bao giờ thì phải. Chỗ này chỗ nào đây? Shinkansen đây luôn. Ở đây. Quanh khu này xem là như nào. Đây là Ginza đúng không? Đây là mấy đến tàu luôn. Leo's Crayon. Ginza 5. Ginza 5 đây.
công viên này có công viên gì ta? Cái gì mà Yabashi Suki Yabashi. Chụp ảnh có kiểu ảnh đấy nhé.